Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 25: Tiếp nhận hướng dẫn của Bậc Thầy sáng suốt. Khi tôi còn trẻ, ban đầu tôi tiếp xúc Phật Pháp, biết được Phật Pháp là tốt. Đáng tiếc là không có người để y giáo phụng hành, không có người vì mọi người mà giảng giải. Cầu Phật Bồ Tát gia hộ, hy vọng có thiện tri thức hiện tiền. Sau cùng lão sư chỉ điểm cho tôi: cầu người không bằng cầu chính mình, cầu người rất là mù mịt. Người xưa thường nói, thế gian có hai việc khó. Một là việc lên trời khó, và một việc nữa là cầu người khó. Lên trời khó là tỷ dụ, cầu người khó là thực tại. Tôi nghĩ lời nói của lão sư có đạo lý. Cầu người không bằng cầu chính mình. Chính mình chăm chỉ nỗ lực học tập, phát tâm đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người. Cả đời tôi chính là đi con đường này. Thiện tri thức dẫn dắt, thành công hay thất bại, đối với một học trò, đây chính là then chốt quan trọng. A Nan vấn Phật Kiết Hung Kinh. Đây là bộ kinh đầu tiên mà tôi đã học. Khi mở bộ kinh ra, ở trong đoạn nhỏ đầu tiên, Phật liền dạy chúng ta phải gần gũi Bậc Thầy sáng suốt, tiếp nhận dạy bảo của Bậc Thầy sáng suốt. Đây là điều kiện đầu tiên khi học Phật. Bậc Thầy sáng suốt không phải là người danh cao tiếng lớn. Chữ sáng ở đây là sáng của sáng suốt. Chúng ta xem thấy cái chữ này thì liền biết Bậc Thầy này là có tu có chứng, đó mới là một minh sư. Lão sư đã nói qua với tôi, Bậc Thầy có tu có chứng hiện tại ở thế gian này không có. Không có, vậy thì bất đắc dĩ mà cầu kế thứ. Chúng ta đem cái mức độ này mà hạ thấp xuống. Hiện tại ở thế gian này còn có thể tìm được loại lão sư nào vậy? Người có tu có học tìm bậc lão sư được như vậy thì tốt rồi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ca Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.